Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn tư thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương Du Danh. Du Danh đang đứng trong một rừng cây, các bạn nhìn thấy nói rừng cây sơ sát, chỉ có nhánh không có lá. Nhưng vài hôm nữa thì những chiếc lá của nó sẽ nảy nở sum sôi và rất tuyệt đẹp trong khu rừng này. Thì thỉnh thoảng cũng có người đi tập thể dục qua lại trong khu vực khu rừng, kính thưa bạn. Thì đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua khung cảnh Du Danh hiện đang đứng chia sẻ. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, thì hiện nay nói với giới chức của Ukraine lên tiếng yêu cầu Nga phải nêu rõ về lý do chiếc máy bay của Nga đã bị rơi ở tại tỉnh Bengut, chiếc L-76, và Ukraine yêu cầu Nga làm rõ vấn đề. Thứ nhất, vấn đề các binh sĩ của Ukraine là Nga bắt làm tù binh, lên tới 65 người đã thiệt mạng. Tại sao Nga không công bố danh tánh cũng như thi thể của những người binh sĩ tù binh này đã thiệt mạng mà Nga đã từng tuyên bố điều đó? Vì vậy hiện nay là phía Ukraine yêu cầu Nga nêu rõ vấn đề. Với tình tiết thì nhìn qua tình hình cục diện nói việc máy bay đã rơi trong tuần lễ vừa qua, như các bạn đã biết, mà Du Danh cũng có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy, nói đến việc này, hầu như Nga đang phất lấp và Nga đang che đậy một sự thật nào đó. Nếu như chiếc máy bay của Nga đã bị rơi, điều mà hiển nhiên không thể tránh Nga là chối cãi được chuyện đó. Nhưng Nga tuyên bố rằng có 65 xác binh sĩ của Ukraine đã thiệt mạng ở trên chiếc máy bay L-76 này. Cho đến hiện ngay bây giờ, Nga cũng không công bố danh tánh và luôn cả thi thể của 65 binh sĩ tù binh của Ukraine cũng không có công khai. Đó là phía của Ukraine đang kêu gọi Nga hãy tức tốc làm rõ minh bạch về sử dụng chiếc máy bay L-76 của Nga đã bị rơi. Thì có phải là chiếc máy bay L-76 này chở tất cả đều là tên lửa S-300 hay không? Cũng như những nghi vấn mà các báo chí bình luận hôm nay, hiện tại ngay bây giờ, như lời của Tổng thống Zelensky, ông kêu gọi về cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra làm rõ, cũng như sử dụng chiếc máy bay đã rơi, cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức đặc biệt nào. Đó là chi tiết về lời của giới chức ngoại giao Ukraine đã lên tiếng. Riêng về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, kính thưa bạn, nói đến trong 24 giờ qua, ở tại Adrienka, Kupyan, Gobotine, Liman và Kharkov, hãy nói cuộc chiến đang dữ dội và đang rơi vào ở trong tình trạng bế tắc cho Ukraine. Đặc biệt nhất là tình hình hiện tại Ukraine lại không có vũ khí, phương Tây chậm trễ viện trợ và cuộc diện ở tại Adrienka, Nga đang áp đảo. Nói áp đảo một cách đáng sợ chưa từng có, với binh lực của Nga tung hết tất cả quả lực tìm bằng mọi cách để chọc thủng tuyến phòng thủ và chiếm lấy Adrienka, theo một trong tin tức từ blogger của Ukraine và thậm chí cả các báo chí bình luận trong 24 giờ nói đến việc mà ở tại mặt trận Adrienka, Nga đã thiệt hại với xe tăng của Nga. Hôm nay nơi đây nó đã trở thành là một nghĩa địa xe tăng, từ xe tăng, xe bọc thép, xe chở quân lẫn cả xe chở nhiên liệu và tất cả các loại xe trên dưới gần 600 chiếc đang gãy gác ở ngoài cánh đồng ruộng mà Nga đã tấn công vào đây. Vì vậy, nói đến binh lực của lực lượng quân đội Ukraine hiện tại ngay bây giờ, thì theo tin tức từ hãng thông tấn Reuters đã đăng tin qua những đoạn video cũng như sự xác minh sự thật, trong đó có blogger của Nga. Lần đầu tiên blogger của Nga đã xác nhận sự thật này, mà blogger này đã nhiều lần lên tiếng
về vấn đề Nga tấn công vào ở Arinka, Nga thiệt hại con số đáng kể, thì bị quân đội của Nga, Bộ Quốc phòng đã cấm và hủy bỏ tất cả những tài liệu, những gì mà blogger này đã viết gửi ở trên báo Telegram. Cũng như tình hình hiện tại này là lực lượng quân đội Ukraine trọng tâm ngày hôm nay là bào mòn quân Nga về khí tài quân sự và nhân lực. Nói đến cảnh tượng ở tại mặt trận Arinka hiện tại đang diễn ra một cách khốc liệt chưa từng có, lực lượng quân đội Ukraine thì vẫn còn đồn trú. Phía Bộ Quốc phòng của Nga, ông Shoigu cho biết nó hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đã rời khỏi một khu vực ở Arinka và những khu vực này Nga đang chiếm lấy. Điều này có hay không thì Ukraine chưa có lên tiếng cũng như trả lời và chưa xác minh. Nhưng cụ thể là lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu ở trong thành phố ở Arinka. Tình hình hiện nay nói đến khu vực miền đông từ Donetsk, Lugansk và luôn cả Lyman, Arinka, đặc biệt nhất là Kharkov. Hiện tại ngay bây giờ Nga dùng lực để tấn công, nói đến việc tên lửa rocket và những loại tên lửa cực nhanh của Nga bắn hàng loạt vào tỉnh lỵ Kharkov một cách đáng sợ chưa từng có. Tham mưu của Ukraine hiện tại ở mặt trận Kharkov kêu gọi phương Tây hỗ trợ hệ thống lá chắn tối tân hơn, vì Nga, tên lửa của Nga từ ở tỉnh Bengut, tên lửa S-300, S-400 liên tục tấn công hàng ngày, lên tới nói hàng trăm quả đạn ở tên lửa S-300 này vào lãnh thổ của đất nước Ukraine ở tại tỉnh Kharkov. Tình hình hiện tại đang rơi vào ở trong cái bế tắc nói về chiến sự miền đông Ukraine hôm nay, kính thưa bạn. Theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, nói nếu như Ukraine không nhận kịp vũ khí từ đây cho đến 2 tuần lễ nữa, thì ở tại Arinka sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Có thể là lực lượng quân đội Ukraine phải rời khỏi nơi đây. Theo các báo chí bình luận, đây chỉ là mới dự đoán cũng như ở những gì tuyên bố. Nhưng Ukraine có phản công hay không, cũng như ở tiếp tục duy trì và kiểm soát ở tại Arinka hay không, điều này không biết. Như theo lời tham mưu trưởng Ukraine, cũng như luôn cả Tổng thống Zelensky, ông đã từng đến ở tại mặt trận Arinka này và thay đổi tiếng phòng thủ. Những chi tiết khác thì Tổng thống Zelensky thời gian vừa qua, ông đã tuyên bố dù bất chấp mọi giá, bắt buộc phải chiếm giữ Arinka, không để cho Nga chiếm lấy. Đó là quyết định sau cùng khi Tổng thống Zelensky ông đến thăm nơi đây. Tình hình ở tại miền đông ngày hôm nay đang rơi vào trong tình thế bế tắc cho lực lượng quân đội Ukraine, đặc biệt nhất là Arinka. Ở tại thành phố Kharkov, Nga thì không thể đạt được mục tiêu thành công nào, đặc biệt nhất là với lực lượng quân đội Ukraine, từ những bãi mìn và đội máy bay không người lái và luôn cả những vũ khí của Ukraine dày đặc. Nói đến là hàng ngàn máy bay không người lái giữa hai bên đang đụng độ với nhau ở tại chiến trường ở Kharkov. Theo các báo chí chia sẻ cho rằng, nếu như Nga mở đợt tấn công trực diện vào tỉnh Kharkov, thì Nga thiệt hại có thể nói phân nửa binh lực của Nga ở nơi đây. Đó là các báo chí bình luận về tình hình hiện tại. Riêng về thành phố Bakhmut, một thành phố ma hiện nay, kính thưa bạn, thì cuộc chiến giữa hai bên vẫn quyết định đụng độ khốc liệt ở tại thành phố Bakhmut. Hiện tại lực lượng quân đội Ukraine vẫn ở chiếm bên kia con sông ngạn Dnipro và hai bên vẫn tiếp tục chiến đấu, nổi binh lửa khốc liệt mà lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình đáp trả ở mặt trận miền đông. Dai dẳng ngày hôm nay, dấu hiệu cho thấy trong năm 2024, chuẩn bị vừa tròn 2 năm tới đây vào ngày 24 tháng 2 của năm 2024, tức là vừa tròn 2 năm Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, tình hình vẫn không thay đổi mà nó còn tồi tệ thêm theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình ở miền đông. Riêng về tình hình ở miền nam, đặc biệt nhất là ở tại đầu cầu giữa con sông ngạn Dnipro, hai bên, một bên lực lượng quân đội Ukraine chiếm lấy, một bên Nga chiếm lấy. Hiện cây cầu vẫn còn nguyên vẹn và đang giành giật với nhau từng tấc đất với cây cầu này. Ukraine quyết thủ
và hai bên chống trả quyết liệt, nói đến đạn pháo của Nga. Hàng ngày bắn vào đây có thể trên tới hàng chục ngàn quả ở hai bên đầu cầu giữa lực lượng quân đội Ukraine và quân Nga. Cuộc chiến vẫn quyết liệt và cặp theo con sông ngạn Dnipro, Nga tiếp tục bắn tên lửa, pháo đủ loại, pháo vào nơi khu vực của lực lượng quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát. Tình hình chiến sự miền Nam, dù rằng Ukraine hiện đã đạt được ưu thế, một số quân đội của Ukraine vượt qua con sông ngạn Dnipro, một số với khí tài quân sự hạng nặng còn bên đây sông. Nhưng dấu hiệu cho thấy là lực lượng quân đội Ukraine chưa có phản công, cũng như sự chờ đợi đó, nó còn lâu hơn và dài hạn hơn nữa. Bao giờ Ukraine có được vũ khí từ NATO hỗ trợ về mặt Hoa Kỳ xem như đã bế tắc hoàn toàn và không có dấu hiệu là Hoa Kỳ hỗ trợ tiếp tục vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, Nga lợi cơ thế vào đây, ồ ạt tấn công vào từ miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine hôm nay. Ukraine thì cũng thiếu vũ khí, nhưng Ukraine lợi thế về máy bay không người lái và từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine, gây thiệt hại cho Nga về mặt khí tài quân sự đáng sợ chưa từng có. Nói đến việc mà hiện tại lực lượng quân đội Ukraine sản xuất máy bay không người lái cỡ loại hạng nhỏ mang đến 3 kg chất nổ, có thể tương đương với một trái đạn pháo 155 ly, kính thưa bạn, thì những kg chất nổ này phải nói là đang bay vào ở trong lãnh thổ của đất nước Nga, đặc biệt nhất là quê nhà của Putin ở thành phố Leningrad, Saint Petersburg. Vào ngày hôm qua, theo một đoạn video của Ukraine đã đăng tin, máy bay không người lái bay ngang nhà dinh của Putin ở Saint Petersburg. Ây cha, xem bộ Ukraine đang tính chuyện chơi lớn, một cuộc tập kích lớn và máy bay không người lái làm tê liệt của Nga cũng như luôn cả phá hủy hạ tầng cơ sở. Mục tiêu của Ukraine hiện tại ngay bây giờ, tức là phá hủy hạ tầng cơ sở, đặc biệt nhất là nguồn kinh tế tài chính của Nga, đó là từ các công ty hãng xưởng và lẫn cả dầu hỏa, ga khí đốt. Nga có lợi nơi đây để lấy tiền tiếp tục cung cấp vũ khí và tấn công lại lực lượng quân đội Ukraine. Lực lượng quân đội Ukraine binh lực không hùng hậu hiện tại ngay bây giờ, cũng như giới vũ khí của Ukraine đang hạn chế. Ukraine sử dụng đến chiến thuật về máy bay không người lái, nhưng điều lạ lùng nhất là với một chiếc máy bay không người lái theo Ukraine đã trưng bày hôm nay với giá rẻ mạt $300 mỗi một chiếc, nhỏ nhẹ gọn và với tầm bay 1000 cây số. Ây cha, xem bộ trong những ngày sắp tới, vào mùa xuân năm nay là mùa quyết liệt của Ukraine, điều đó có đúng hay không? Theo các báo chí bình luận, người ta tin rằng theo những gì mà các báo chí đã phân tích, cũng như lực lượng quân đội Ukraine hiện đang chờ phản công, đó là từ F-16, Ukraine sẽ bảo vệ bầu trời và không cho Nga xâm nhập, từ các dạng máy bay, luôn cả tên lửa và bom dẫn đường tấn công vào phòng không của Ukraine và nhiều mục tiêu khác. Đây là quyết định sau cùng, như lời của ông Kuleba, ông mới vừa tuyên bố. Ông nói khi chúng tôi có máy bay F-16, chúng tôi sẽ bảo vệ bầu trời và tôi tin tưởng rằng với những trái tên lửa của Nga không thể tấn công vào lãnh thổ của đất nước Ukraine và thậm chí luôn cả máy bay không người lái, thì hai bên ngay bây giờ đang kình với nhau. Nga tìm bằng mọi cách để phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng của F-16 ở Ukraine và cũng như luôn cả hệ thống lá chắn mà phương Tây đã hỗ trợ cho Ukraine trong 4 tỉnh lỵ. Hiện nay Nga đang chiếm lấy, Nga tấn công dồn dập, đặc biệt nhất mục tiêu của Nga hiện nay đó là mùa xuân năm nay phải tái chiếm lấy cho bằng được tỉnh Kharkov. Theo tin tức mà các báo chí bình luận thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình chiến sự ở Ukraine qua những gì mà Ukraine đã tuyên bố. Hôm nay Ukraine cũng đã công bố nói đến việc mà quan chức của Ukraine đã móc ngoặc lấy một khoản tiền lên tới 200 mấy chục triệu đô la và mua vũ khí với hơn 400.000 viên đạn cối, kính thưa bạn. Thì cái khoản tiền này
xem như là bật vô âm tín và đạn cối cũng không thấy. Hôm nay Ukraine mở cuộc điều tra phá vỡ ở cái hệ thống hối lộ mốc ngoặc giữa thời điểm đất nước chiến tranh mà những quan chức này vẫn còn đang hối lộ. Và tình hình mà Ukraine đã công bố, đặc biệt nhất là dưới cấp chỉ huy ở tại tỉnh Bly, họ là những người đã ký kết nhận tiền để mua vũ khí nước ngoài, đạn cối. Nhưng số đạn cối cho đến bây giờ vẫn không thấy, cũng như bật vô âm tín. Và cuộc điều tra tiếp tục đã hoàn thành, theo Ukraine đã công nhận và tuyên bố hôm nay là chúng tôi sẽ làm rõ tất cả. Nói đến việc các quan chức của Nga và quân đội hối lộ mốc ngoặc lấy tiền và chiến tranh, đó là một hành động bán nước, một hành động không thể tha thứ. Vì Ukraine hiện nay đang chuẩn bị để gia nhập vào Liên minh NATO châu Âu. Như lời của bà Chủ tịch Leyen từng tuyên bố, bà nói Ukraine phải cải cách, phải dẹp tất cả các vấn đề chướng ngại vật, đó là tham nhũng đất nước, để cho quốc gia của Ukraine gia nhập vào Liên minh châu Âu. Điều đó là đất nước sẽ được trong sạch, mà các quốc gia Liên minh châu Âu tin tưởng điều này. Vì vậy, Tổng thống Zelensky thời gian vừa qua và cho đến nay, ông đã quyết tâm dọn sạch về vấn đề nói đến việc tham nhũng ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine. Tình hình hiện tại, dù rằng Ukraine hiện đang đối diện là với cái tình trạng khó khăn về mặt vũ khí, nhưng từ đây cho đến tháng 3, thì theo lời của giới chức ngoại giao của Ukraine, đặc biệt nhất là ông Kuleba, ông cho biết, ông nói chúng tôi đến thời điểm đó, chúng tôi không còn thiếu thốn vũ khí, mà vũ khí đến với chúng tôi đầy đủ, theo những gì các báo chí bình luận, cũng như luôn cả giới chức ngoại giao của Ukraine đã tuyên bố. Đó là tin tức tình hình ở tại Ukraine, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tại Nga. Nói đến Nga, ngày hôm nay lên tiếng rất nhiều, đặc biệt nhất là giữa Bộ Ngoại giao của Nga, cũng như phát ngôn nhân, lời của bà Yakakova đang đe dọa đến châu Âu về cuộc tập trận của Liên minh NATO lên tới 31 quốc gia, 900.000 quân hiện đang áp sát biên giới của Nga. Và cuộc tập trận này mang tính cách là bảo vệ cũng như đối đầu với kẻ thù đang đe dọa tấn công châu Âu. Thì với khí tài quân sự có thể nói là vượt trội hơn Nga rất nhiều khi cuộc chiến tranh ở tại Ukraine bùng nổ. Thì bà Kayakova, bà hôm nay nói gì? Bà gửi một thông điệp cảnh báo đến NATO. Nếu như NATO quyết định những cuộc tập trận và đe dọa đến đất nước Nga, thì châu Âu sẽ đối diện một cách tàn khốc, thảm bại và trở thành tro bụi những gì mà bà đã nêu ra. Bà nói hành động của Liên minh NATO mở cuộc tập trận này là một hành động đang khiêu khích chiến tranh lợi giới đất nước Nga. Những gì Nga đã tuyên bố và luôn cả lời của ông Lagos cũng nêu ra vấn đề nói cuộc tập trận này là Nga không bao giờ muốn chiến tranh lợi giới NATO và không bao giờ muốn xâm lược vào châu Âu, và chỉ riêng về vấn đề ở Ukraine. Điều này NATO và châu Âu nên yên tĩnh và yên tĩnh, đừng lo lắng. Chúng tôi không có hành động khiêu khích, nhưng Hoa Kỳ, Liên minh NATO mở cuộc tập trận lớn nhất này, tức là đang đe dọa đến an ninh đất nước Nga. Và chúng tôi nêu rõ một vấn đề, đó là giống như một lần răng đỏ, một lời cảnh báo thép Nga gửi cho Liên minh NATO. Hành động khiêu khích của Liên minh NATO là hành động muốn tiêu diệt châu Âu. Điều đó là chứng thật. Cuộc tập trận có thể xảy ra bất cứ một chuyện gì đó. Và điều mà chúng tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu như một cuộc tập trận khiêu khích và dẫn đến một cuộc chiến tranh, thì chúng tôi sẵn sàng hủy diệt châu Âu, theo những gì lời phát biểu của phát ngôn nhân của Nga, bà Yakakova, bà lên tiếng, kính thưa bạn. Tình hình hiện nay khi các bạn thấy đấy là Liên minh châu Âu mở một cuộc tập trận lớn hùng hậu sau thời kỳ chiến tranh lạnh cho đến nay. Đây là lần đầu tiên
cách đã 15 năm mà Dấu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Thì bây giờ Nga đang lên di cốt, tức là Nga đang hốt hoảng. Nếu như tình hình vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho Nga càng lúc càng nhiều với đường dài biên giới quá khổng lồ, chỉ riêng gì ở tại Phần Lan đã là gần 2.000 cây số và còn lại dùng biên giới ở Rumani tương tự như vậy, kể cộng thêm đó là ở Ukraine trên đoạn đường dài gần 1.000 cây số là một trong con số khổng lồ nói về binh lực của Nga phải chia đôi lực lượng, chia tất cả giờ lực lượng quân sự của Nga ở tại chiến trường Ukraine lên tới hơn 600.000 quân. Và còn lại tất cả quân số của Nga thì Nga phải bắt buộc phải có cái đội quân khổng lồ trên dưới khoảng 1.5 triệu tới 2 triệu quân để bảo vệ cặp vùng biên giới này. Tình hình hiện nay ở châu Âu bước sang năm 2023 hãy nói là cực nóng và đang căng thẳng với những gì các báo chí bình luận qua cuộc tập trận của Liên minh NATO và Nga hiện đang báo động đỏ hôm nay. Đó là chi tiết về ở cuộc tập trận mà phát ngôn nhân của Nga bà Zakharova bà đã lên tiếng. Riêng về Putin phát biểu ở tại thành phố Kaliningrad thì Putin nói gì? Putin nói là Nga sẽ xóa sổ chủ nghĩa phát xít. Ây cha, với lời nói của Putin nơi đây đọc diễn văn và phát biểu với sinh viên của Nga ở tại thành phố Kaliningrad này. Và Putin hiện đang dòm ngó đến ba quốc gia ở vùng Baltic sát biên giới một bên. Và Nga có dám tấn công hay không? Theo tin tức từ Liên minh châu Âu nhận định cho rằng đặc biệt nhất là Thủ tướng Đức. Và Nga sẽ đe dọa tấn công vào châu Âu. Vì vậy châu Âu đặt ở trong tình trạng chiến đấu và sẵn sàng gom toàn lực lượng cũng như khí tài quân sự, vũ khí để ngăn chặn và đáp trả với Nga. Tình hình châu Âu hôm nay nó mỗi một ngày một sự kiện mà trong năm 2024 này dấu hiệu không chấm dứt mà dấu hiệu nó còn tồi tệ hơn tới năm 2023 theo các báo chí chia sẻ và bình luận về tình hình hiện nay. Nga thì đang rơi vào ở trong tình thế là tiến thoái lưỡng nan. Cuộc chiến ở tại Ukraine kể từ 24 tháng 2 của năm 2022, Putin mở lệnh xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, nói về sự thiệt hại khí tài quân sự của Nga, hơn phân nửa binh lực, đặc biệt nhất là xe tăng, xe bọc thép và luôn cả những vũ khí và binh lực của Nga chết ở chiến trường Ukraine. Con số mà Dấu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua là một trong con số khổng lồ lên tới mấy trăm ngàn quân bỏ sát ở tại Ukraine. Và tình hình hiện tại đất nước Nga hiện đang rơi vào tình trạng kinh tế tồi tệ theo những gì người dân của Nga đã lên tiếng hôm nay. Chúng ta đừng nhìn vào lời nói của Putin cũng như những gì mà ở dưới truyền thông của Nga đã tuyên bố, mà chúng ta hãy nhìn qua hình ảnh thật sự người dân ở tại đất nước Nga, chúng ta mới biết đó là sự thật của đất nước Nga. Nói đến vùng nông thôn, đặc biệt nhất là những sắc tộc hiện nay giữa người Nga và họ đang kỳ thị với nhau, đặc biệt nhất là với đội quân của Chechnya, mà họ là người Hồi giáo và người Nga xem họ là một phần tử cực đoan. Ây cha, chuyện càng lúc càng lớn ở đất nước Nga, và đất nước Nga có thể dẫn đến một cuộc chiến nội bộ chia 5-7 theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là với tình báo Anh Quốc và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như luôn cả Hiệp hội châu Âu nhận định điều này đó là thật sự. Ngay bây giờ Nga đang rơi vào tình trạng là khủng hoảng kinh tế ở tại đất nước Nga, mà người dân của Nga nói đến việc mức lạm phát một cách tồi tệ nhất chưa từng có. Với những tin tức đang chia sẻ lan rộng hôm nay ở tại đất nước Nga thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới cũng như giữa lực lượng quân đội Ukraine dùng binh lực là dưới sát thủ máy bay không người lái tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt nhất là dầu hỏa, ga khí đốt
những công ty hàng xưởng, và bên cạnh đó còn lại là với mức kinh tế của người dân khi Putin đã dồn nỗ lực tài chính để cung cấp cho chiến trường ở Ukraine, thì chuyện gì với đất nước Nga trong sắp tới cũng như cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga ra sao? Đó là các tin tức báo chí bình luận trong ngày cuối tuần hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng nói lại đến về tình hình ở châu Âu, và riêng về thủ tướng Đức, ông sẽ có hội kiến với tổng thống Biden. Không phải một mình ông không, mà luôn cả nằm trong khối G7, trong đó có thủ tướng của Anh Quốc. Và tổng thống Macron, ông có đến hay không? Nói đến tình tiết này thì hãy nói là Nga đang ở trên cái đường khó diễn tả được. Nếu khi G7 quyết định tịch thu 300 tỷ đô la cho Ukraine, thì chứng tỏ cho thấy là Hoa Kỳ vẫn còn đặt trọng tâm và lo cho Ukraine nhiều hơn nữa, cũng như luôn cả châu Âu. Còn nếu như không, thì một mình châu Âu gánh Ukraine và tương lai đường dài không biết ra sao nếu như Ukraine thất thủ, theo những gì từ Tổng thống Ba Lan. Và Đức cũng như Anh Quốc đã nhận định một điều, nếu như Ukraine mất là cuộc chiến tranh bùng nổ ở châu Âu không thể tránh khỏi, và nó sẽ đến gần hơn nếu như những quốc gia vẫn còn thờ ơ, những còn tiết kiệm tiền bạc để lo cho riêng mình, thì hãy chuẩn bị móc cả tài sản của mình để lo cho chiến tranh tương lai sắp tới. Đó là những gì mà các báo chí chia sẻ, cũng như chuyến đi của Thủ tướng Đức gặp Tổng thống Biden trong tương lai sắp tới. Thì chúng ta hãy chờ xem vài ngày nữa Thủ tướng Đức ông gặp Tổng thống Biden và cuộc hội họp G7 giải quyết về vấn đề ra sao với tình hình chiến sự Ukraine và luôn cả châu Âu. Đó là tin tức đặc biệt về châu Âu hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Ây cha, tình hình Trung Đông càng lúc càng ra cực nóng. Ngay bây giờ giữa Palestine và Do Thái, cũng như Liban và luôn cả đồng minh của Hoa Kỳ, nói gì về vấn đề ở tình hình người tị nạn Palestine, con số lên tới 2.3 triệu người ngay bây giờ, kính thưa bạn. Thì đầu tiên Dâu Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói đến trên tất cả các đài truyền hình hiện nay và luôn cả ở tại Do Thái, với lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái, ông cho biết, ông nói chúng tôi chuẩn bị một đợt tấn công vào Liban, nhưng không nêu rõ là tấn công toàn bộ vào lãnh thổ của đất nước Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah hay không, hay là chỉ ở biên giới. Nhưng với cái lời phát biểu của ông ngay bây giờ, hãy nói là đang chấn động và rổ tin là quân đội Do Thái đang chuẩn bị một đợt tấn công toàn diện vào lãnh thổ của đất nước Liban. Thì nói đến cuộc chiến vào 2006 vừa qua giữa Liban và Do Thái, cũng như tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là đứng ở giải quyết về vấn đề cuộc hòa bình hai quốc gia này vào năm 2006 theo quyết định 1701 của Liên Hiệp Quốc, hiến chương đã đề ra là tình hình biên giới là lập nơi các khu là phi chiến tranh giữa Liban và Do Thái. Nhưng kể từ ngày 7 tháng 10, lực lượng Hezbollah đã hủy bỏ hiệp ước này. Hiệp ước này đã có Hezbollah đã ký kết, và chính Hezbollah đã ký yêu cầu theo hiệp ước mà Liên Hiệp Quốc đã giải quyết hòa bình vào thời điểm đó cho đến bây giờ. Thì vào thời điểm ngày 7 tháng 10 của năm 2023, thì lực lượng Hezbollah dồn dập tấn công tên lửa rocket vào lãnh thổ của đất nước Do Thái, từ biên giới và lẫn cả ở trong thủ đô của đất nước Do Thái, Jerusalem, hàng loạt các tên lửa. Và cuộc chiến vẫn đang tiếp tục hiện tại ngay bây giờ. Vì vậy, với lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái
là sẽ tấn công vào Liban trong vài ngày tới. Và cuộc chiến này có bùng nổ hay không? Theo các tin tức từ Ả Rập Xê Út đã nhận định cho rằng nếu như Do Thái hủy hiệp ước thì chuyện gì sắp đến, trở thành một cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Với tình hình này, theo các tiểu vương quốc Ả Rập nhận định cho rằng là Do Thái chỉ có thể tấn công vào cặp biên giới nơi mà Sao Nguyệt cũng như với lực lượng Hezbollah tấn công. Còn nếu như một cuộc tấn công trực diện vào ở trong lãnh thổ của đất nước Liban thì xem như một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông sẽ bùng nổ. Và cộng thêm từ lực lượng Hezbollah, lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở Syria và lẫn cả quân Houthi cũng như lực lượng Hamas, và cộng thêm với nhóm lực lượng dân quân Hồi giáo ở tại Iraq, nó trở thành một cuộc chiến lan rộng. Điều này không tránh khỏi với những gì câu phát biểu của Thủ tướng Do Thái, ông phát biểu trên đài truyền hình. Thì cuộc diện hôm nay nói đến ở tại đất nước Palestine mà đang rơi vào tình trạng bế tắc. Cả Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông phải mặt mày xanh chành và phải nói là đang sừng tóc gáy khi liên minh của Hoa Kỳ, dẫn đầu là Hoa Kỳ, Anh Quốc và nhiều quốc gia khác trên dưới gần 20 quốc gia phương Tây đang hỗ trợ về người tị nạn, chiến tranh của Palestine, hỗ trợ về lương thực, tài chính, tất cả mọi mặt. Thì một sự tố cáo đã có bằng chứng cụ thể từ Do Thái đã cung cấp, nói đến nhân viên ở trại tị nạn do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu và đã tiếp tay cùng với lực lượng Hamas đã tấn công vào lãnh thổ của đất nước Do Thái và tiếp diện tiền cho phương Tây viện trợ lên tới là hàng triệu đô la cho lực lượng Hamas để sản xuất vũ khí tấn công. Thì bây giờ đồng loạt đồng minh của Hoa Kỳ đã ngừng viện trợ cho người dân của Palestine ở những trại tị nạn này, cầm đầu là với lực lượng Hamas cũng như những nhân viên làm việc mà hiện Liên Hiệp Quốc đang bao che. Ây cha, tình tiết này khi mà liên minh của Hoa Kỳ đã tuyên bố ngừng viện trợ tài chính cũng như nhân đạo lương thực cho người dân Palestine, thì Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông nói trời ơi chết rồi, như vậy số 2.3 triệu người và số phận của người dân Palestine sẽ ra sao? Đây là vấn đề nhức nhối nhất hiện tại đang nóng bỏng, nói đến nạn đói của người dân Palestine đang diễn ra trước mắt. Mà khi đã ngừng viện trợ về lương thực cũng như thuốc men và tài chính thì xem như người dân Palestine sẽ chết, theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là giới Liên minh châu Âu nhận định cho rằng đây là cái kết do Hamas đã bảo vệ và tấn công vào lực lượng của Do Thái và đất nước Do Thái. Hành động của Hamas là một hành động muốn diệt chủng người dân Palestine, không phải chúng tôi. Các ông là những đồng minh của Hamas từ Iran, Nga và Tàu Cộng cũng như Liban, Yemen, Jordan và tiểu vương quốc Ả Rập. Với tất cả các quốc gia này đã ủng hộ Palestine, ủng hộ Hamas, các ông phải viện trợ đi, đừng kêu tôi nữa và chúng tôi sẽ cắt đứt viện trợ từ bây giờ. Cũng như việc mà chúng tôi lên tiếng hôm nay đó là một cái tạm thời, xem quý vị làm sao. Cũng như việc trao trả con tin, lực lượng Hamas có trao trả hoàn tất như những gì đã hứa hay không, hay là tiếp tục để kèn cửa và nêu điều kiện với Do Thái và không muốn chấm dứt chiến tranh. Và nếu như tình hình này mà chúng tôi cắt đứt viện trợ, Liên Hợp Quốc hãy chuẩn bị lo dọn nhà để mang cơm gạo đến cho người dân Palestine. Kính thưa bạn, nói đến chuyện này thì Tổng Thư ký
Liên Hiệp Quốc, ổng xanh mặt khi mà phương Tây phát biểu điều này. Đó là thật sự mà trả lời ở tại cuộc họp Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tình tiết hiện nay đang rơi vào ở trong cái bế tắc. Số phận của người dân Palestine 2 triệu 3 người và họ sẽ đối diện với nạn đói trước mắt ra sao? Đó là chi tiết về tình hình ở Palestine giữa Do Thái và đồng minh của Hoa Kỳ đã ngừng viện trợ lương thực cho người dân Palestine. Phía Nga, Tàu Cẩm, Iran và Ả Rập Xê Út cũng như Liban, những quốc gia khác thì trời ơi, binh vực dữ lắm, hoan hô quá trời. Thậm chí cả báo Cộng sản Việt Nam cũng hoan hô tưng bừng ca ngợi là những chiến binh Hamas, những chiến binh anh hùng, kính thưa bạn, gửi báo chí lên tiếng. Nhưng mà ngược lại, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không cha nào dám hó hé, không cha nào dám lên tiếng về vấn đề nói việc giữa Do Thái và Palestine, Hamas, vân vân. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về cục diện của nó ra sao, cũng như ở Hoa Kỳ và Anh Quốc có tiếp tục quân kích vào sông huyệt của Houthi nữa hay không. Với tình hình hiện tại thì có thể trong ngày hôm nay là lắng dịu, nhưng mà từ đây đến ngày mai chưa biết trước được, kính thưa bạn, chưa biết trước được những gì Anh Quốc và Hoa Kỳ tập kích vào ở trong lãnh thổ của Yemen. Ở với tình hình hiện nay, nói đến về tất cả các tàu hàng hải vận chuyển hàng hóa, dầu hỏa, lương thực từ vịnh Aden, biển Đỏ và cho đến ở vịnh của Iran hiện kiểm soát, thì con kinh đào eo biển này đang rơi ở trong cái bế tắc trong vài ngày tới khi Iran đã quyết định đi đến cùng theo những gì mà các giới chức ở phương Tây đã nhận định là Iran đang chuẩn bị có một cuộc hành động về quân sự sắp tới đây. Với hành động quân sự của Iran và luôn cả Bộ Ngoại giao Iran đã từng tuyên bố là sẵn sàng trả đũa lại Do Thái và hủy diệt Do Thái với lời lẽ hóc búa, lời lẽ giao to búa lớn của Iran hiện đang diễn ra. Tình hình ở tại Trung Đông hiện đang ổn định một tí xíu thì bắt đầu cuộc chiến ở biên giới giữa Pakistan và Iran bắt đầu lại bùng nổ vào ngày hôm qua. Thì một toán tay súng của Iran đã tấn công vào người dân Palestine, người dân Pakistan, làm 9 người đã thiệt mạng. Hiện tại thì với những tin tức mới vừa nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, phía Pakistan chưa lên tiếng, nhưng những tay súng người dân địa phương ở cặp biên giới này cho rằng đây là lực lượng của Iran, là lực lượng cực đoan đang chống lại người dân của Pakistan. Thì Pakistan có đáp trả tiếp tục không? Vừa qua Bộ Ngoại giao của Iran đã đến gặp Bộ Ngoại giao của Pakistan ở tại đất nước Pakistan là làm việc hai bên để tín nhiệm với nhau. Nhưng mới vừa xong chuyện thì bắt đầu những tay súng của Iran lại tiếp tục khủng bố, tấn công vào người dân Pakistan. Chuyện càng lúc càng lớn và hai quốc gia này sẽ bắt đầu đi đến một cục diện mới. Một cục diện có thể đối đầu dùng biên giới, bắt đầu quấn nhau tá lả ông binh ở trên. Là mạnh ai nấy đánh, lớn thì hiếp nhỏ, sức mạnh thì hiếp bé. Vì vậy tình hình hiện tại nói đến ở khu vực Trung Đông cũng như luôn cả khu vực châu Á của chúng ta đang rơi vào ở trong cái tình thế là bất ổn. Và chuyện gì sắp đến của năm 2024 chúng ta hãy chờ xem. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở Trung Đông hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại khu vực châu Á của chúng ta. Nói đến châu Á thì đang nổi cộm nhất hiện tại từ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Tàu Cầm và nhiều diễn biến khác. Nói đến về tin tức đầu tiên thì Dương Nghị đã có cuộc họp đặc biệt là với Bộ An ninh Hoa Kỳ ở tại Bangkok, diễn ra vào ngày hôm qua, và cuộc họp để làm rõ giữa hai bên về mặt ngoại giao cũng như eo biển Đài Loan. Kính thưa bạn, trọng tâm của chuyến gặp gỡ này với hai nhà ngoại giao
thì quan trọng nhất điều đó, đó là eo biển Đài Loan. Hoa Kỳ thì yêu cầu Tàu Cộng phải để nguyên trạng eo biển Đài Loan. Dương Nghị thẳng thắn cho rằng là Hoa Kỳ không có thị quyền can thiệp vào nội bộ đất nước Trung Quốc. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Tàu Cộng, không thể chối cãi, mà Hoa Kỳ hãy tránh ra điều kiện này trong nội bộ của Tàu Cộng. Với những gì Dương Nghị đã nhấn mạnh hôm nay, và Dương Nghị cho rằng với những lời lẽ của Hoa Kỳ về mặt ngoại giao, Hoa Kỳ không hợp thiện tâm, cũng như giữa hai bên vẫn còn luôn tranh cãi về mặt ngoại giao, về từ kinh tế, chính trị lẫn cả quân sự. Điều mà Trung Quốc muốn rằng là Hoa Kỳ phải minh bạch, cũng như về ngoại giao phải cụ thể, giữa hai bên đấu với nhau quyết liệt về mặt kinh tế một phần, về mặt thứ hai về quân sự, mà Hoa Kỳ viện trợ vũ khí cho Đài Loan, bán vũ khí Đài Loan, những loại vũ khí tối tân. Điều này Trung Quốc không chấp thuận, mà yêu cầu Hoa Kỳ phải làm rõ thêm hiện thực để hai quốc gia đạt được đến việc hòa bình và nối lại việc ngoại giao giữa hai quốc gia. Với lời lẽ của Dương Nghị, anh nói là hóc búa bồ cặp cắn là giới chức an ninh của Hoa Kỳ, và cuộc họp diễn ra hầu như không đạt mục tiêu nào về vấn đề giữa Tàu Cộng và Hoa Kỳ. Và Đài Loan sẽ ra sao trong những ngày sắp tới, giữa lúc Tàu Cộng đang uy hiếp đe dọa Đài Loan càng lúc càng nhiều, và năm 2024 vào cái thời điểm mà tân tổng thống của Đài Loan, ông Lai Thanh Đức, sẽ nhậm chức tổng thống ở Đài Loan, chuyện gì sắp đến và Tàu Cộng đe dọa ra sao? Theo các báo chí bình luận cho rằng là Tàu Cộng chưa làm đến chuyện đó, mà Tàu Cộng phải đang chờ đợi ở cái giai đoạn nào đó bắt buộc Tàu Cộng phải uy hiếp Đài Loan. Ở cách đáng sợ hơn, đó là tin tức theo chuyến đi của Dương Nghị gặp gỡ cùng là giới an ninh của Hoa Kỳ ở tại Bangkok vào ngày hôm qua, kính thưa bạn. Thì tình hình hiện nay khi các bạn đã thấy nói đến ở khu vực châu Á của chúng ta là càng nổi, thì tình hình thế giới là càng nổi bật hơn. Và chuyện gì sắp đến nói về ở khu vực châu Á. Hiện tại ngay bây giờ ở tại Bắc Triều Tiên, vào ngày hôm qua Bắc Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo, một trái tên lửa đạn đạo khác biệt so với những tên lửa khác. Theo tin tức từ Bộ Phòng Hàn Quốc đã cho biết, nói đến tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã bắn thử, thì tên lửa bay lượn lên, bay lượn xuống, lúc cao, lúc thấp, cũng như lúc ngoằn ngoèo. Có thể đây là một trong loại mẫu tên lửa KH-22 của Nga đã từng sử dụng bắn vào Ukraine. Loại tên lửa này thì ở tầm bắn lên tới 2.000 cây số và có thể xa hơn. Nhưng Bắc Triều Tiên đã bắn thử tên lửa này là hành động của Bắc Triều Tiên, dấu hiệu cho thấy đang được khai thác cũng như tìm hiểu thêm. Nhưng cái điều lạ lùng nhất là ngay bây giờ Kim Jong Un đã thừa nhận là kinh tế của Bắc Triều Tiên đang rơi vào tình trạng lũng đoạn và kinh tế không thể trụ gì được, và đời sống của người dân Bắc Triều Tiên sẽ khổ sở nhiều hơn nữa, và nạn đói sẽ tiếp tục bao phủ lên Bắc Triều Tiên. Nước thì nghèo sẽ bà cố luôn, và kính bạc Bắc Triều Tiên sống cô lập ở trong cái sự khép kín, không sống chung với thế giới bên ngoài. Nhưng ngược lại thì người dân lại nghèo khổ ở cách đáng sợ, nhưng cứ đem thử tên lửa, chơi tên lửa, mỗi một trái tên lửa cứ bình quân mà Bắc Triều Tiên đã chế tạo là con số bỏ túi nhỏ nhất, kính thưa bạn, cũng là 10 triệu đô la với một trái tên lửa tầm xa hiện nay mà Bắc Triều Tiên đã bắn, và luôn cả vệ tinh. Nhiều tin tiết nói đến Bắc Triều Tiên hiện tại ngay bây giờ trong năm 2024 tới đây, thì theo các báo chí từ Liên Hiệp Quốc nhận định cho rằng là dân số của Bắc Triều Tiên sẽ rơi vào nạn đói thê thảm nhất chưa từng có.
thì bây giờ chưa thấy, chưa gì hết. Nhưng mà lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đã tuyên bố điều này, chúng ta hãy chờ đợi những ngày sắp tới Bắc Triều Tiên sẽ ra sao, hành động như gì với đe dọa Nam Hàn. Điều đặc biệt thêm là Tổng thống Nam Hàn sau khi tên lửa của Bắc Triều Tiên đã bắn thử và sự đe dọa cũng như một trong loại tên lửa mới này, Tổng thống Nam Hàn triệu tập Quốc hội và cả Bộ Quốc phòng lên tiếng cho biết, cũng như luôn cả liên minh của Hoa Kỳ có tham dự cuộc họp này, là quân đội Nam Hàn hãy đặt ở trong tình trạng chiến đấu, sẵn sàng đáp trả thảm khốc cho Bắc Triều Tiên, vì Bắc Triều Tiên hiện đang muốn khiêu khích một cuộc chiến tranh với Nam Hàn. Điều này Nam Hàn không cho phép mà phải trừng trị thẳng tay theo những gì các báo chí bình luận. Dựa lời của Tổng thống Nam Hàn, ông đã tuyên bố đó là tin tức đặc biệt giữa Nam Hàn và Bắc Triều Tiên đang nổi sóng hôm nay ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Kính thưa bạn, riêng về ở tại đất nước Trung Quốc, nói đến là lấy độc tài để trị kẻ ác. Kính thưa bạn, lời của Tập Cận Bình và cuộc thanh trừng nội bộ cũng như dẹp tham nhũng ở tại đất nước Trung Quốc, theo tin tức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát lên, cũng như luôn cả đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đã cho biết, nói trong năm 2024 thì tổng số mà cán bộ tham quan ở toàn cả đất nước Trung Quốc thì con số lên tới 610.000 người bị cắt chức và kỷ luật đi tù dân dân, đó là tham nhũng. Nhưng con số này chỉ là mặt nổi, còn con số mặt chìm là bao nhiêu? Nói đến đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan tham ô của Trung Quốc, thì phải nói người nào giống như người nấy, không thua kém gì Việt Nam. Với câu nói của Tập Cận Bình, lấy độc tài, trị độc tài, trị những kẻ tham ô mốt ngoặt ở tại đất nước Trung Quốc. Trời, Tập Cận Bình ra vẻ làm như người tốt lắm, kính thưa bạn. Ôi, không có hối lộ, không có ngọt ngào đâu. Không có chuyện đó đâu. Nhưng trước kia thì Tập Cận Bình có hay không? Chuyện này không ai biết được. Chỉ có trời và đất biết, Tập Cận Bình biết chuyện đó. Vì vậy, ở tại đất nước Trung Quốc, hiện tại nói về nền kinh tế của Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Mà người dân Trung Quốc phải nói ngay bây giờ, chuẩn bị Tết đến nơi, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Không có một chuyện gì mà người dân Trung Quốc hứng thú, cũng như nói đến việc sản xuất kinh tế, cũng như chính sách chủ nghĩa ăn nằm của người dân Trung Quốc đã thực hiện thành công, mà Tập Cận Bình phải đau đầu nhức óc hiện tại ngay bây giờ. Đặc biệt nhất là nền kinh tế của đất nước Trung Quốc hiện đang rơi vào ở trong tình trạng là tồi tệ, không thể phát triển, và cũng như ở bên ngoài hiện nay cũng không đạt được thành công nào. Với vành đai một con đường của Tập Cận Bình đã đề ra, cũng như những cuộc họp về nói đến là diễn đàn RIC ở Nga vừa qua, cũng như luôn cả ở các quốc gia ở Nam Mỹ đã hợp tác và cho rằng lên tới hàng trăm quốc gia tham gia vào diễn đàn RIC này, nhưng bây giờ dẫn đắp mô và cộng thêm vành đai một con đường kinh tế của Tàu Cộng xem như cũng vô dụng, và nền kinh tế của thế giới không thể cứu vãn được, và Tàu Cộng cũng phải đi theo sau và sập bẫy. Đó là nói đến cảnh tượng của năm 2024 mà những gì các báo chí đang lên tiếng. Đặc biệt nhất nói đến buộc của Tàu Cộng trong tuần lễ vừa qua và cho đến ngay bây giờ vào ngày cuối tuần vẫn là điểm bảng đỏ lên tới mất mấy ngàn điểm mỗi một ngày. Ây cha, xem bộ chuyện này Trung Quốc hơi bị mệt ở trong năm 2024, cũng như chuyện gì sắp đến với đất nước Trung Quốc và Tàu Cộng khi đã hụt hơi, có phát động chiến tranh xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan giống như những gì mà các báo chí bình luận hay không, vì giữa Tập Cận Bình và Putin đã ký kết theo các mục tiêu đã đề ra. Đó là chi tiết về tình hình ở tại đất nước đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Nói đến về tình hình đất nước Việt Nam, hôm nay cũng như Tết đã đến nơi, mà người dân ở Việt Nam của chúng ta đang than phiền và nghĩ rằng
Tết năm nay không có đạt gì được tốt đẹp. Tết chỉ có 2-3 ngày rồi nó cũng qua. Nhưng các khổ cho người dân hiện tại ngay bây giờ với điện, công ty điện lực Việt Nam, kính thưa bạn, nó đến Bộ Công Thương Việt Nam vừa họp và vừa tuyên bố là hãy tăng giá điện cho người dân trong năm 2024 này để bù lỗ lại 17.000 tỷ đồng đã lỗ. Trời, điện thì bán ra giá bao nhiêu, người dân phải trả bao nhiêu đó, không kèn cửa, không trả giá, cũng như không than phiền. Nhưng ngược lại, bị lỗ là lỗ lý do gì? Điều này khó hiểu, cũng như không có câu giải thích về điện. Điện chạy bằng than, điện chạy bằng nhiên liệu cũng có ở Việt Nam, đa số phần nhiều là điện than, nhờ vào mua than của nước ngoài. Nhưng than ở trong nước, mỏ than thì đã có, nhưng bán cho tàu cộng hết rồi. Hợp đồng không ta không thể hủy bỏ được, phải mua của nước ngoài. Nhưng mua của nước ngoài về rồi điện vẫn phải là bị lỗ. Cái chuyện này chuyện lạ lùng nhất. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ôm về vấn đề điện? Vì sao? Vì điện khi bị lỗ, người dân phải bỏ tiền ra để trả tiền điện, để bù lại cái lỗ đó. Nhưng cái lỗ đó đó là ai làm? Kính thưa bạn, ai làm? Đảng Cộng sản Việt Nam không quy trách nhiệm, cũng như không nói ra nguyên nhân cái lỗ, mà chỉ biết lỗ đến là 17.000 tỷ đồng, là một trong con số tiền khổng lồ. Cả nước bắt đầu hơi rồng mình để trả tiền điện tiếp tục. Và kế tiếp là tiền nước, nước cũng báo lỗ, và nhiều chi tiết khác ở tại Việt Nam cũng lỗ. Nói đến việc đầu năm của năm 2024, chỉ nghe báo cáo lỗ và tăng tiền lên thì người dân đã thấy rằng thấy mắc mệt rồi. Điều đặc biệt hơn nữa là giới ở tại Sài Gòn, quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt nhất là tài nguyên môi trường, cũng như luôn cả về luật đất đai của năm 2024 đang đề ra. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025 thì đất đai người dân đã có sổ đỏ. Nếu như công ty hạn xưởng lấy đất của người dân, bồi thường hẳn hoi theo lời của giới chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Sài Gòn đã tuyên bố là 1/10. Không biết 1/10 thường cũng cách nào, vô danh không biết. Bây giờ thì đến năm 2025 bắt đầu ban hành về luật đất đai và nền bất động sản ở Việt Nam ra sao. Vô danh nghĩ rằng đời sau của con cháu của chúng ta thì chắc chắn là không có cục đất trội chim, và sẽ trở thành một quốc gia cái bang, một quốc gia cái bang rộng lớn ở Việt Nam. Ngay bây giờ các bạn đã nhìn thấy, nói đến đất nước hiện đang thanh bình và Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng đất nước đang phát triển. Nhưng đi đến nhà nào, hãy nói điều hàng gào, gào cao cửa đóng. Lo sợ rằng là kẻ trộm sẽ vào, phải đặt cái máy camera khắp nơi hết để theo dõi. Giống như là một cơ quan tình báo. Trời ơi trời, thấy Việt Nam bây giờ vô danh thì nói là mắc mệt. Mà không biết là nó sẽ còn tồi tệ bao nhiêu nữa. Đây chỉ là mới vở kịch ban đầu, mà theo những gì các báo chí bình luận về an ninh chính trị ở Việt Nam, cũng như luôn về kinh tế xã hội, mà hiện nay kinh tế Việt Nam hiện đang rơi vào tình trạng bấp bênh và kinh tế có thể tồi tệ gấp 10 lần của năm 2024. Mà hiện tại những gì các báo chí bình luận, Việt Nam thì bắt đầu tiếp tục xây đường cao tốc và mở tất cả các hãng xưởng công ty đủ cỡ, nhưng mà của nước ngoài không à. Bây giờ thì Phạm Minh Chính đã tuyên bố là ký hợp đồng đường metro Hà Nội với Trung Quốc vừa xong và bắt đầu chuẩn bị khai thác, thì người dân của chúng ta cũng xong phim luôn, kính thưa bạn. Nói đến làm ăn với tàu cộng thì bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có đường nào lựa chọn chứ ngoài cái việc Trung Quốc, các quốc gia khác đến đầu tư Việt Nam. Ban đầu từ đại gia, nói tỷ phú, hàng loạt các quốc gia đến để Việt Nam
ngoại giao về vấn đề kinh tế mới vừa xong, quay qua quay lại, nói thôi, tao chạy trước, ở đây tao chết chắc. Thì cuối cùng, đất nước Việt Nam của chúng ta lọt vào nền kinh tế của Tàu Cộng và xem như bị lệ thuộc hoàn toàn. Lúc đó, Việt Nam của chúng ta xem như không mất cũng là chuyện lạ. Đó là những gì các báo chí bình luận về tình hình đất nước Việt Nam trong năm 2024. Chúng ta hãy chờ xem dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, khỏe mạnh, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.